Hoa Lan cũng xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con mới vừa nhập về một số chậu hoàng phi hạt rừng đã trồng thuần nha cô chú. Và cây bên con thì đã bắt đầu nó nứt nụ hết rồi để nó sẽ bắt đầu chơi Tết. Và ở này thì một số chậu đã sưng mắt rồi nha cô chú, hoàng phi hạt rừng. Và cái mặt hoa này nó chỉ là mặt hoa bối thôi nên nó nổi không được đạt nha cô chú. Chứ mặt hoa của nó là cái lưỡi nó tròn do rất là dễ thương cô chú. À, đây là hoàng phi hạt rừng và nó có hương thơm nha cô chú, cực kỳ thơm luôn á. Mùi thơm rất là dễ chịu. Và cây bên con thì con đã lựa cho cô chú mình mấy cây nào nó sưng mắt và nó đã bắt đầu nhú ra để cho mình chơi hoa vào ngay mùa xuân nha cô chú. Đây là hàng trồng thuần rồi, đang lên mầm và xuống rễ rất là khỏe. Và sau đây con xin giới thiệu cô chú mình cái hình cây mà con sẽ bán ngày hôm nay. Đồng giá là 250.000 một chậu nha cô chú. Đây là hoàng phi hạt rừng. Đây, và đây là giò hoàng phi hạt rừng mã số 1 nha cô chú. Đang có 1 2 nó đang lên 3 4 4 5 mầm luôn cô chú, đã xuống rễ rất là khỏe nè. Nói chung là đã xuống rễ và mắt ngủ nó sưng rất là sáng nè. Đây là hoàng phi hạt rừng và hàng bên con là hàng trồng thuần nha cô chú, nên mình về mình chăm sóc rất là khỏe. Đây cô chú nhìn thấy chưa, thấy mấy cái vò hoa đã bắt đầu nó sưng mắt lên chưa cô chú hả? Và cái thân già này con nói thiệt các cô chú là nó cỡ có thân gấp đôi con cái luôn, có thân là cỡ con cái, có thân gấp đôi luôn á. Và thân là cực kỳ khỏe luôn, rất là mướt nha cô chú. Đồng giá là 250.000, đây là hàng thuần, mã số là mã số 1, giá là 250.000. Và mấy cái mầm ngắn ngắn thì tầm khoảng cỡ 10-15 thôi. Và cái thân đứng ngọn là tầm khoảng cỡ 30 nè. Còn cái thân dài nhất là tầm khoảng cỡ 50 cm nha cô chú. Đây là hoàng phi hạt rừng. Cái thân lớn này cô chú nhìn mắt nó sưng rồi nè. Đây, thân lớn là đang sưng mắt nha cô chú. Nó cô chú thấy mắt sưng chưa, sưng rất là sáng luôn á. Và giá của nó là 250.000. Đây là hoàng phi hạt rừng. Và mã số của nó là mã số 1 nha cô chú, 250.000 cho mã số 1. Tiếp tục đây là giò hoàng phi hạt rừng mã số 2 nha cô chú. Đó, cô chú nhìn thấy mấy cái mầm không, đang nhú lên rất là nhiều mầm của chú. Và thân này đã đứng ngọn rồi, cái này là chắc khoảng hoa Tết rồi sẽ cho hoa nè, mắt sưng rồi nè. Còn cái giờ này thì nó cô chú thấy không, thân già đang nhú nụ nha cô chú. Đây là hàng con đã lựa nhú nụ để mình chơi Tết hết rồi, nhưng cô chú mình chăm sóc rất là dễ. Hàng trồng thuần nha cô chú, đã trồng thuần tại miền Nam mình luôn. Và giá của nó là 250.000, mã số của nó là mã số 2 nha cô chú. Đây là hoàng phi hạt rừng. Mấy cái lá này là do đang chuẩn bị nó tuột lá, nó cho hoa nên nó bị vàng lá nè cô chú. Nó đang lên rất là nhiều mầm, cái giờ nó đều đều nhau nè. Và kích thước cây thì cái giò này nó đang dài tầm khoảng cỡ 35-40 đó cô chú, đang nhú nụ luôn. Đây là hoàng phi hạt rừng ha, và giá của nó là 250.000 đồng giá cô chú. Kích thước cây là đang dài tầm khoảng cỡ 37-38 cm nè. Nói chung cái này đang trồng bằng vỏ thông nên nó hơi nặng một tí, nên cái chậu này nếu mà gửi kỳ cước nó sẽ hơi nặng tí nha cô chú, tại vì chậu rất là nặng. Giá là 250.000, cái thân là nói chung là cực kỳ mập nha cô chú. Ở trong đây là mình nhìn nó nhỏ như đó, nhưng mà ở ngoài nó nhìn rất là đã, mập ú u luôn. Giá là 250.000. Có một cái thân đang đi ngọn nè. Đó, thân đang nụ luôn. Giá của giờ này là 250.000, mã số là mã số 2. Đây là hoàng phi hạt rừng nha cô chú, mã số 2. Tiếp tục đây là mã số 3. Cô chú nhìn mấy cái mầm nó đang lên và rễ nó phúng ra rất là tốt nha cô chú. Đây là hoàng phi hạt rừng mã số 3. Cây này đã bắt đầu nó mắt đang sưng lên nè cô chú. Đó. Cây rất là khỏe. Một số này nó đang đứng ngọn, nó đang đi ngọn nên thân nó ốm nè. Đứng ngọn thân sẽ rất là mập luôn. Này, uống nu luôn nha cô chú. Đây là hoàng phi hạt rừng đó. Cô chú nhìn thân rất là mập nè, thấy mập không, quá đã luôn nha cô chú. Và giá của nó là 250.000. Đây là giò hoàng phi hạt rừng mã số 3. Kích thước cây đang dài tầm khoảng có 40 cm nha cô chú, mã số là mã số 3. Và giá tiền của nó là 250.000 thôi, chỉ 250.000 thôi. Tìm được cái giò hoàng phi hạt rừng nào mà giá 250 này rất là khó nha cô chú. Bên con là bán giá rất là mềm luôn á, 250.000 một giò. Mắt đang sưng luôn nè, nó cô chú nhìn cái thân già này mắt đang sưng rồi nè. Đó, chuẩn bị là rồng hoa ngày Tết hết nha cô chú. Con đã kích hoa sẵn nè, 250.000 và mã số là mã số 3, hoàng phi hạt rừng. Và tiếp tục đây là giò hạt rừng mã số 4 cô chú. Đó. Đây, mắt đang sưng nha cô chú, đang sưng mắt nha, chuẩn bị là rồng hoa trong ngày mùa xuân nha cô chú. Cộng thêm một số cái thân đã đứng ngọn ở đây sưng mắt đó nè, đó, mắt đang sưng sáng quách nè cô chú. Giá của giò này cũng là 250.000 luôn. Một số lá này nó bị vàng lá, bị đốm lá như vậy là do đang tuột lá nha cô chú, để nó sẽ cho hoa đó. Đang lên mầm rất là nhiều luôn, đây là hàng trồng thuần. Và kích thước cây của giò này là tầm khoảng 30, cộng dài nhất là 40. Thân nó ngắn như vậy là nó sẽ cho nhiều hoa, nó sẽ cho nhiều thân nha cô chú. Đó. Một số mắt đang sưng rất là sáng luôn nè. Này. Và giá tiền của giò này 250.000, mã số của nó là mã số 4, giá là 250. Đây là hoàng phi hạt rừng, mã số 4, 250.000. Cây rất là lực nha cô chú, 250.000. Tiếp tục đây là mã số 5, nó đang lên rất là nhiều mầm cô chú, cực kỳ khỏe luôn. Đang lên rất là nhiều mầm ha. Đây, đang nhú nụ nè cô chú, mắt đang sưng rồi nè. Và một số thân già thì mắt đã sưng rất là sáng nè. Chuẩn bị là ra hoa ngay Tết hết nha cô chú. Đó, mắt rất là sáng luôn.
và giá của giò này 250.000, mã số của nó là mã số 5 và kích thước ở đang dài tầm khoảng cỡ từ 30 đến 40 cm nha cô chú, rất là nhiều thân nhiều mầm và giá là 250.000. đây là hoàng phi hạt rừng, mã số của giò này là mã số 5, giá là 250.000 nha cô chú. Hàng đã trồng thuần rất là khỏe luôn, 250.000. Tiếp tục đây là giò hoàng phi hạt rừng mã số 6, đang có hoa bối nè cô chú, đó, đang có nụ hoa bối nè, đó. Và đây cũng có hoa bối nè, nó cô chú nhìn cái thân này nè, nó tầm cỡ hai ngón cái con cô chú, rất là mập, nhìn nhìn ở ngoài làm thấy rất là đã luôn á. Cái giò này nói chung là mình chơi thân lá là mình cũng thấy đẹp đó cô chú. Đang có một số hoa bối nè, đó, đây là hoàng phi hạt rừng đang nhú mầm lên rất là khỏe, đã xuống rễ rất là tốt nha cô chú. Thân già của nó là cực kỳ mập luôn á, mập u luôn á, mập hơn con luôn á, đó. Nhìn rất là đã, khoảng hai ngón cái luôn cô chú. Mã số của giò này là mã số 7 và giá tiền của nó là 250.000, bộ rất là nhiều thân nha cô chú. Mã số 7 giá là 250.000 đồng giá, đây là hoàng phi hạt rừng mã số 7. Xin lỗi chú, cái chậu con mới quay thì là mã số 6 nha cô chú. 6 mã thôi, mới mã số 6 thôi.